khỉ mẹ bối rối khi gặp lại khỉ con. Sau khi sinh chú khỉ con trong tình trạng bị thiếu này, lúc này chú khỉ con rất yếu ớt nên các nhân viên sở thú đành phải tách hai mẹ con. Sau 3 tháng chăm sóc, chú khỉ con đã đủ cứng cáp để có thể về với mẹ của nó. Khi gặp lại khỉ con, khỉ mẹ đã nhận ra được đứa con của mình, tay chân xoắn xít, bối rối vui mừng hạnh phúc không thể tả xiết. Ngược lại với khỉ mẹ, chú khỉ con thì ngơ ngác không nhận ra mẹ vì phải xa cách mẹ từ lúc quá nhỏ.